Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm chè bột lọc. Trước tiên, ta đun một ấm nước cho sôi. Bây giờ ấm nước của mình đã sôi rồi các cháu ạ. Ta bắt đầu đi nhồi bột. Ta đổ ở đây 20 bột. Ta bỏ đây 20 bột. Ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ nước của mình đã sôi rồi, ta bắt đầu đi nhồi bột. Các cháu chú ý nè, cô đổ nước sôi vào đây nè. Nước sôi nhiều lên nha các cháu nha. Nếu các cháu đổ nước sôi ít quá là bột nó sẽ không có dai đâu. Rồi có các cháu hỏi cô làm sao mà cháu nhồi bột nó bị vỡ, là do nước không sôi. Đó, nhìn cô trộn nè, bột đã đóng cục rồi nè, các cháu nhìn nè, bột đóng cục như vậy. Ta bắt đầu quậy lên. Đó, ta quậy lên cho các cháu nhìn ý nè, đóng cục như vậy nè. Ta bắt đầu nhồi bột. Có cháu hỏi cô là sao à, cháu chế nước vô nó đóng cục. Nó đóng cục là mình mới nhồi được, chứ nếu không đóng cục thì mình không nhồi được các cháu ạ. Và cái đậu xanh này hôm qua là cô Viên để cô làm bánh dẻo mà cô để riêng ra để hôm nay cô làm chè bột lọc. Bây giờ cô đổ ra cái tô này cho nó rộng dễ nhồi. Ta dùng cái muỗng ta quậy, ta vét như vậy nè các cháu nè, ta vét cho sạch cái bột trong cái tô này. Các cháu nhớ nha, nhồi bột phải dẻo như vậy nè mới được nè. Nếu mà các cháu nhồi nước không nóng là bột nó không có dẻo đâu. Mà khi luộc lên thì nó lại cứng. Đi bao bay là khó làm. Bao bay này làm cũng được. Chỉ bao tay bằng ni lông, bao tay ni lông cô hết mất rồi. Người ta nhồi không cho nó dễ đi. Mình cứ rửa tay sạch sẽ là được. Lót cái miếng này dưới cho nó êm. Các cháu nhìn này, miếng bột của cô rất là dẻo. Đó, bột mà dẻo như vậy là các cháu luộc lên nó dai lắm. Các cháu làm chân trâu cũng vậy, nếu mà muốn bột dai bột không cứng là các cháu cứ nhồi bột nó dẻo như vậy nè. Đó là chân trâu nó sẽ mềm thôi. Mình viên thì nó hơi khó một tí đó, mình viên như vậy nè, đó cũng là được thành cục chân trâu rồi. Các cháu làm chân trâu trắng cũng được, màu cũng được, không cần phải là cacao gì hết. Muốn màu gì cũng được, mà muốn màu trắng cũng được, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím gì cũng được hết. Không cứ là phải có cacao mới làm được đó các cháu ạ. Bây giờ cô bắt đầu đi cắm bột. Thank you.
Các cháu coi nè, cô kéo bột dài như vậy này đó. Kéo bột dài như vậy. Cô có thể cắt như vậy. Bây giờ thì cô có thể cầm một miếng bột như vậy này, các cháu này đó. Ta bóp bóp như vậy. Ta bóp bóp như vậy, ta gói cái miếng đậu xanh vào. Đó, ta bóp như vậy. Thành một cái bánh chè quay vạt, làm thành cái quay vạt giống như cái gối vậy đấy. Bóp như vậy các cháu. Bóp mỏng mỏng ra, bắt đầu ta gói cục đậu xanh vào. Ta bóp như vậy. Các cháu thân mến ơi, ta có thể là lấy cái ống này nè, ta cán miếng bột ra. Đó, ta cán miếng bột ra như vậy. Các cháu nhớ nè, cán như vậy. Xong bắt đầu ta kéo nó to về, ta gói cục bột vào. Đó, gói bột xong ta bóp như vậy. Các cháu nhìn nha. Tại vì cô quay một mình cho nên rất là khó, cháu cô nó ngủ mất rồi. Đó. Rồi miếng bột này. Cô cũng lấy cái ống nè, cô cán này nè. Xong mình kéo lại cho nó như vậy. Kéo cái này đều đều như vậy. Chúng ta bắt đầu gói cục đậu xanh vào. Đó, giống như cái gối rất là đẹp. Và cục bột này ta cũng làm như vậy. Ta có thể vo vo như vậy này cho nó mềm này. Xong bắt đầu ta cán lên như vậy. Cháu để ý nè, miếng bột của cô này, đó, nó rất là tròn. Cô gói nó vào. Đó, giống như một cái gối, giống như một cái quay vạt vậy đó. Trong khi chờ đợi thì cô bật bếp lên để lát nó cô luộc bột. Đó, cô bật bếp lên, lát nó cô luộc bột. Đây, và đây có một miếng bột. Ta cán như vậy. Đó, các cháu nhìn miếng bột này, đó, nó tròn như vậy nè, đó, chúng ta gói bột vào, ta bóp bóp như vậy nè để cho nó dính. Các cháu làm cục đậu xanh nhỏ nhỏ thôi nha, đừng làm đậu xanh to quá rồi gói khó quá. Đó, đây bên đây một miếng bột, nó để xuống, cô cán nó ra. Các cháu nhìn đây miếng bột đây. Này, cô gói đậu xanh vào. Các cháu để ý nha, nếu mà các cháu mà không làm được thì các cháu mở video ra coi nhiều lần. Mở video ra để ngay trước mặt mình á, làm theo giống như cô làm á thì mới được. Các cháu coi sơ, các cháu không có làm được. Đó, cán như vậy. Cháu nhìn miếng bột này, đó, nó tròn. Bắt đầu lấy bột, lấy cục đậu xanh gói vào, về bóp như vậy. Rất là dễ. Các cháu chỉ cần để ý một tí xíu là làm được thôi. Đây là miếng bột tròn, cô để xuống. Cô lấy cái chai một cán như vậy. Nếu mà cái chai nó dính bột thì chắc cái hoa bột mà không dính thì thôi nhá. Đây là miếng bột tròn nhá. Rồi bắt đầu cô gói vào. Đây, gói vào. Các cháu nhìn nè. Đó. Có cháu hỏi cô làm sao mà quá 15 phút là không được.
Các cháu biết không, cô mà quay cá 15 phút là nhà mạng không cho cô tải lên, cho nên cô phải quay là chỉ 15 phút, 15 phút 1 phút cũng không, 1 giây cũng không tải lên được. Cho nên cô quay là cô hay cắt ngắn video là như vậy. Các cháu nhìn thấy miếng bột tròn này nhá, cho miếng đậu xanh vào đấy, gói như vậy, các cháu bóp như vậy. Và đây miếng bột nữa, con sẽ làm như vậy. Đây, đây bốn miếng bột tròn, để xuống đây. Cái cháu nhỏ để ý nha, đây là miếng bột tròn nha. Đây gói củ đậu xanh vào, bóp như vậy. Rất dễ. Bóp cho nó dính vô. Cô làm thêm một miếng này nha. Ho quá trời, ngày nào cô cũng uống thuốc ho hết. Đây, tí nữa cô sẽ cho các cháu ăn thử bánh dẻo. Cô sẽ ăn bánh dẻo các cháu coi, từ vì ngày hôm qua làm thì không ăn được, từ bánh dẻo mới làm xong đó, nó dính lắm, không ăn ngon được. Hôm nay cô mới ăn cho các cháu thấy. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Và đây là một miếng bột, cô cũng cán ra. Này, các cháu nhìn này thấy không? Đó, đây gói củ đậu xanh vào, bóp như vậy, rất là dễ vô cùng, không có gì khó hết. Và các cháu nhớ là khi bột nó mềm thì ta phải nhồi lại nha, ta có thể không cán bóp như vậy cũng được này đó, bóp như vậy cũng được, nhưng mà cán thì nó dễ hơn, không mình cán nó dễ hơn. Đó, đây là miếng bột tròn, đây gói củ đậu xanh vào. Đó, bây giờ nồi nước của cô đã sôi rồi, cô bắt đầu bỏ cái bánh này vô luộc. Các cháu ơi, đây là chè bột lọc của ta đã chín rồi, nó luộc nó sôi chín như vậy, ta bắt đầu tắt bếp. Các cháu ơi, bây giờ bột lọc của ta đã chín rồi, quay vào nó chín rồi, ta bắt đầu vớt ra rồi ta bắt đầu thả vào trong nước lạnh. Rồi bây giờ ta bắt đầu vớt ra, ta để nó lạnh nó nguội, ta bắt đầu vớt ra. Đây là ta bắt đầu nấu nước đường các cháu ạ. Ta đổ vô một ít đường. Cái này mình phỏng chừng nấu thì tự cô nấu ít quá, cô không có canh được. Ta cũng cho vô một ít muối, một ít vani. Ta bật bếp lên. Bây giờ nồi đường của ta đã sôi rồi, ta thả cái chèo khoai vạc này vào. Thả khoai vạc vào, bắt đầu quậy đều lên. Các cháu ơi, ta đã xong rồi, ta nồi chè của ta đã sôi rồi, ta bắt đầu múc ra. Các cháu ơi, đây là một chén chè, bây giờ cô bắt đầu múc nước dừa vô. Đây là nước dừa múc vào. Nước dừa không cần nấu, mua ngoài chợ thì không cần nấu, và đây là mè ta rắc vào. Hôm nay cô sẽ không ăn chén chè này vì cô ho quá. Và đây hôm nay cô sẽ cắt thử cho các cháu xem một cái bánh dẻo. Cô cầm con dao cô ấy một cái ba lông này nè, cô xắt nó khỏi dính. Thì vì đúng lẽ ta có con dao nhựa, mà dao nhựa cô mất rồi đó. Các cháu nhìn nè, một cái bánh dẻo rất là ngon. Nhưng mà thôi hôm nay cô không ăn được, tại vì cô rất ho, cô không ăn được. Cắt cho các cháu xem thôi. Các cháu nhớ nè, bánh dẻo này mua ở trên Biên Hòa, mà các cháu nhớ là mua hộp là phải mua hộp 2 lạng rưỡi. Và mua khuôn cũng mua khuôn 2 lạng rưỡi. Chứ nếu mà các cháu lên các cháu không biết nói là họ sẽ không có biết đường lấy cho cháu đó. Các cháu đâu, đây là một chén chè. Các cháu nhìn nè, hôm nay cô không ăn chè được, tại vì cô rất ho, bánh dẻo cũng không ăn được. Xin chào các cháu, xin chúc các cháu và các bạn thành công. Đây là một chén chè, chè bột lọc. Cô nấu rồi nhưng mà hôm nay cô không ăn được vì cô ho quá. Và đây cũng là một cái bánh dẻo. Và các cháu nhớ là bánh dẻo khuôn 2 lạng rưỡi và hộp cũng 2 lạng rưỡi. Xin chào các cháu, chúc các cháu thành công.